Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Kính thưa quý vị, tài vận của con người không thể nào đoán được ngày 1, ngày 2. Nó là cả một quá trình khổ cung tu luyện, tu tâm dưỡng tính mà thành. Có những người thiện lương và luôn gặp được nhiều may mắn, tiền bạc và công danh lúc nào cũng phất mạnh. Bên cạnh đó cũng có những người dù cố gắng nỗ lực cỡ nào đi chăng nữa thì họ vẫn nghèo khổ không ngóc đầu lên được. Cuộc sống của họ luôn lâm vào bế tắc, khổ tận cam lai không sao kể hết. Tuy nhiên nếu bạn thuộc một trong số những con giáp hiếm hoi ít ỏi này, trước giờ gặp toàn vận xui, nhưng chỉ sau một đêm số phận của bạn sẽ bước sang một trang mới. Tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thả ga khiến ai ai cũng phải tròn mắt ghen tị. Những con giáp ít ỏi đó chính là con giáp sau đây. Quý vị có tò mò muốn biết mình có nằm trong những con giáp may mắn đó hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây để nắm bắt thời vận, trúng số đổi đời, giàu nhanh chóng mặt. Con giáp đầu tiên may mắn trong ngày hôm nay có cơ hội trúng số đổi đời, tiền bạc ùn ùn kéo về, đó là những người tuổi Hợi. Một, tuổi Hợi. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo, tuổi Mùi và tuổi Hợi là bán tam hợp. Đó là tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương diện tình cảm của tuổi Hợi. Các cặp đôi này ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn, hai bạn đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung, bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút. Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu, gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với bản mệnh, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của chính ấn cũng giúp công việc của bạn khá trôi chảy. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng hơn. Với những người làm nghề liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn thứ hai mà không thể bỏ qua được, đó là những gia chủ tuổi Mão. 2. Tuổi Mão. Được cục diện tam hợp mộc cục xuất hiện trong ngày hôm nay của những người tuổi Mão cho thấy bản mệnh may mắn có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ và hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Ngày này gia chủ tuổi Mão trở nên hăng hái, nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn nên bớt bao đồng lo chuyện thiên hạ, tập trung làm tốt chuyện của mình trước đã. Đôi khi nhiệt tình quá lại thành làm phiền người khác. Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên vì con giáp này vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng, chuyện tiền bạc nên bạn có thể sẽ khó ngồi im quá lâu. Đầu tư kinh doanh trong thời điểm này cũng là ý kiến không tồi, nhưng bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay. Con giáp thứ ba mà chúng ta xét đến là những người tuổi Thìn. 3. Tuổi Thìn. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, người tuổi Thìn đón vận trình trong ngày này khá sáng nhờ chính tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn. Bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó. Hôm nay cũng là ngày nhân duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Tình yêu đôi lứa sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai bạn cũng có sự tiến triển vượt bậc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Đó là con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để xem mình có phải là con giáp may mắn tiếp theo hay không nhé. Con giáp thứ 4 có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay là những người tuổi Ngọ. 4. Tuổi Ngọ. Ngày nay được thực thần chiếu mệnh, người tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp bạn chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng đồng thời cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Bạn nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên trong ngày hôm nay nở hoa phơi phới. Con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh, thế nhưng hôm nay bạn thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Ngọ 1954, mệnh kim, kinh doanh buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Tuổi Bính Ngọ 1966, mệnh thủy, đơn hàng trơn tru, lợi nhuận tăng lên. Tuổi Mậu Ngọ 1978, hỏa, chi tiêu rủng rỉnh hơn nhưng chớ nên phung phí. Tuổi Canh Ngọ 1990, thổ, nên có kế hoạch tài chính cụ thể. Tuổi Nhâm Ngọ 1942 và 2002, mộc, có thể gặp được một nửa yêu thương. Đó là những người tuổi Ngọ, con giáp tiếp theo mà chúng ta xét đến là những người tuổi Thân. 5. Tuổi Thân. Theo tử vi học dự báo, tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao, nhờ chính quan che chở. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bạn còn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ bạn những lúc khó khăn. Đây cũng là thời điểm bạn nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân nữa nhé. Cục diện thổ sinh kim cũng giúp tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thuở ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm, nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bạn luôn bền vững. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tuổi Giáp Thân 1944, thủy, làm việc tập trung và đạt hiệu suất cao. Tuổi Bính Thân 1956, hỏa, được hỗ trợ để hoàn thành công việc. Tuổi Mậu Thân 1968, thổ, luôn có đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ. Tuổi Canh Thân 1980, mộc, nên xây dựng mối quan hệ hữu ích cho tương lai. Tuổi Nhâm Thân 1992, kim, tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa,